Hội diễn văn nghệ diễn ra hôm 29 tháng 9 với những đổi mới trong chương trình. Hội diễn văn nghệ quy tụ 59 tiết mục đến từ các phòng ban của 4 nhà máy Hà Nam, Chu Lai, Bình Dương, Hậu Giang. Tham dự tại chương trình có Tổng Giám đốc Trần Quý Thanh, Phó Tổng Giám đốc Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và các giám đốc khối, quản lý cùng các nhân viên Tân Hiệp Phát. Đặc biệt, Madam Nụ cũng tham dự để cổ vũ phần thi của các phòng ban. Mỗi phần dự thi đều mang những thông điệp ý nghĩa, thể hiện niềm yêu thương, tự hào về tập đoàn, sự kính trọng, quý mến ban lãnh đạo và đam mê, nhiệt huyết, đoàn kết trong công việc. Đặc biệt hơn, hội diễn năm nay có sự góp mặt của 3 thành viên nhà máy, chính là Hà Nam, Chu Lai, Hậu Giang. Dù khoảng cách địa lý phải di chuyển, tập dượt gấp rút, tuy nhiên 3 nhà máy đã làm hội trường thật sự bùng nổ bởi những tiết mục vô cùng đặc sắc và ý nghĩa.